Với một mức giá hơn 3 triệu thì các bạn đã có một cái máy ảnh với hai ống kính và có thể quay phim Full HD tốc độ là 50 frame một giây, cảm biến là 16 megapixel, chất lượng ảnh khá là tốt và tốc độ bắt nét khá nhanh và nó có thể bắt nét liên tục khi quay phim. Chiếc máy này cũng có một cái cổng mic 3.5 nữa sẽ giúp cho bạn có thể là thu âm ở ngoài trời khá là tốt. Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên tay của mình là một chiếc máy Sony Alpha A37. Đây là một chiếc máy đã qua sử dụng và anh em có thể nhìn thấy cái ngoại hình của cái chiếc máy này. Độ mới nó chỉ rơi vào tầm khoảng 85 đến 90% thôi. Do vậy nếu các bạn nào đang có ý định mua một chiếc máy cũ với ngoại hình đẹp xuất sắc thì chiếc máy Sony Alpha A37 này không phải là một sự lựa chọn các bạn. Thực ra cái chiếc máy này thì nó cũng không có vết va đập hay là rơi vỡ nào, chủ cũ người ta dùng không giữ gì. Vì vậy các bạn có thể nhìn thấy nó có những cái vết xước xát làm cho cái máy này nó xấu hơn khá là nhiều so với những cái chiếc máy mà mình đã trên tay trước đây. Tất nhiên thì với một cái ngoại hình xấu như vậy thì mức giá của nó sẽ khá là dễ chịu. Nó có mức giá là hơn 3 triệu mà thôi. Với hơn 3 triệu thì các bạn đã có cái gì? Đầu tiên các bạn cũng có thể thấy được rằng cái chiếc máy này có thể thay đổi ống kính này, và cái cảm biến của cái chiếc máy Sony Alpha A37 là một cái cảm biến là APS-C, hệ số crop là 1.5 và độ phân giải của cái cảm biến này là 16 megapixel. 16 megapixel là một cái độ phân giải mà mình nghĩ khá là ok trong cái mức giá là hơn 3 triệu các bạn nhé. Chiếc máy này mình đánh giá cái tốc độ bắt nét của nó khá là tốt, và chiếc máy này cũng có thể chụp hình liên tiếp là 7 từ khung hình một giây sẽ giúp cho bạn nắm bắt khoảnh khắc rất tốt. Các bạn nào đang có ý định mua một chiếc máy ảnh gọi là giá rẻ để chúng ta có thể quay phim ý, thì chiếc máy này cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là tốt. Khi mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái cổng mic 3.5 như này sẽ giúp cho bạn thu âm trong điều kiện ngoài trời khá là tốt. Ở trong cái phân khúc là hơn 3 triệu ý, nếu các bạn muốn mua Canon ý, thì các bạn chỉ mua được cái chiếc máy ảnh như là 550D hoặc 600D mà thôi. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là nếu các bạn đang chọn những cái chiếc máy ảnh như 600D chẳng hạn ấy, thì nó không thể nào quay phim bắt nét liên tục được. Đấy, các bạn nên phải cân nhắc cái đấy. Mặc dù nó vẫn có thể quay phim Full HD nhưng mà nó không bắt nét liên tục như những cái chiếc máy ảnh như Sony Alpha A37. Vì vậy bạn nào mà mua máy ảnh để quay phim chẳng hạn ấy, thì với Canon các bạn phải chọn từ 700D trở lên, hoặc các bạn phải chọn những cái máy ảnh mirrorless của Canon các bạn nhé. Còn đối với Sony Alpha A37 thì với hơn 3 triệu các bạn có hai ống kính. Ống kính 18-55 là cái ống kính kit của Sony. Ngoại hình của cái chiếc ống kính này thì mình đánh giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 90% thôi. Do vậy các bạn cũng không nên đòi hỏi cao. Tuy nhiên cái ống kính của nó còn khá là đẹp, các bạn cũng có thể nhìn thấy thông qua video này. Đấy. Thì ống kính này ấy, sẽ giúp cho bạn có thể chụp ảnh phong cảnh và chụp ảnh đa dụng đời thường. Góc nó từ 18 đến 55mm. Còn với cái ống kính 55-200 này, ống kính này là cái ống kính tiêu cự dài sẽ giúp cho bạn phóng to, zoom xa hoặc là chụp những con vật nào nó nguy hiểm mà chúng ta có thể đứng từ xa và zoom lại gần, thì cái ống kính này khá là thích hợp cho bạn nào mà nhắm ngắm chim cò mà này, chụp các em bikini bãi biển mà không sợ người ta nhìn thấy, thì nó vẫn có thể chụp được chân dung xóa phông ở trong điều kiện ánh sáng tốt ở những cái tiêu cự tầm 200mm. Vì vậy mà mình nghĩ là đây sẽ là một cái bộ khá là hoàn thiện cho các bạn nào mới chơi. Có một cái điều rất là đặc biệt khi mà cái ống kính này ngoại hình của nó rơi vào tầm 99%, nó khác hoàn toàn so với hai cái Sony Alpha A37 và cái 18-55. Khi mà hai cái này nó ngoại hình nó chỉ còn khoảng độ 90% thì cái ống kính này nó lại còn tới là 99%. Sony Alpha A37 thì cũng có một cái màn hình lật xoay. Màn hình này thì nó rơi vào tầm 2,7 inch thì phải. Nó chỉ là xoay được 90 độ thôi. Và cái chiếc máy này cũng có một cái ống ngắm EVF vào đây sẽ giúp cho bạn có thể ngắm chụp ở trong điều kiện ánh sáng gắt. Chúng ta ngắm vào đây thì chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Và chiếc máy này các bạn cũng có thể nhìn thấy nó là cái chiếc máy ảnh kiểu dạng DSLR, vì vậy nó có khá nhiều cái phím chỉnh tay sẽ giúp cho bạn có thể can thiệp rất sâu trong cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy Sony Alpha A37 này. Phụ kiện của chiếc máy này sẽ bao gồm là máy pin sạc thẻ, dây đeo và túi đựng. Bên mình sẽ bảo hành 3 tháng về phần cứng cho các bạn. Trong vòng 3 tháng nếu một sản phẩm có lỗi về phần cứng thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu về những sản phẩm này, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào trang web là daymac98.com vào cái mục là máy ảnh cũ. Bên mình sẽ cung cấp một số những máy ảnh cũ khác trong cái trường hợp là cái chiếc máy ảnh Sony này đã được bán rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé để thường xuyên xem những video mới nhất. Còn nữa thì mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.